Phương pháp làm khế dầm dầm chua dầm với đường để trị thấp khớp. Phương pháp dân gian của người miền Trung. Xưa sau phải kể ít này, nhưng người ta ăn nhiều chúng phải kể ít. Người ta ăn nhiều quá, người sẽ ăn làm gì có cho đấy xin. Cái điện cứ hoạt này đường máy để gọi nữa này là cứ nói là có những cuộc cứ là mười mấy ký đó là có gần 2 ký đường đấy, 13 ký, 13 ký, 10 ký, 10 ký là 1 ký đường, 13 ký 2 ký, 10 ký 1 ký đường, gần 1 ký đường. Để từ thái chim khế chua cắt bỏ cành sắt mỏng như 5 ký khế là 1 ký đường à. Mười ký khế. Khế chua chín cắt cành và hả? Cách làm là bỏ vào thẩu, người thấy thẩu và bỏ đổ đường vào đây, cứ 5 ký à, là 1 ký thì thấp khớp, một phương pháp nhân gian của người miền Trung đấy.
làm hôm qua này này khẽ, sau là nó sẽ rạ ra và sau khi nào nó rạ ra hết thì lấy nước uống trị thấp khớp.